về già mà nghe được bốn điều này, không vướng khổ não, cuộc sống sung sướng, ai cũng mong ước. Đời người giống như một cuộc hành trình, đi mãi sẽ đến lúc mỏi. Giống như khi về già, rồi cũng sẽ có lúc không thể tiếp tục bước thêm được nữa. Nếu cố bước đi, e là sẽ bị trượt dài. Nhiều người về già có cuộc sống sung sướng, hưởng tuổi già an nhàn. Tuy nhiên, có những người tuổi đã xế chiều, vẫn không tìm được bến đỗ bình an, liên tiếp gặp sóng gió, tai ương khiến họ không chống cự nổi. Triết lý Liên Hoa biết, hẳn các anh chị đang xem video ở đây cũng có cuộc sống chẳng mấy dễ dàng gì. Anh chị có đang thật sự hạnh phúc không? Nếu muốn cuộc sống không vướng khổ não, an yên tự tại, thì nhất định anh chị phải nghe bốn điều này. Anh chị có đang tò mò về bốn điều kỳ diệu giúp cuộc sống sung sướng, ai cũng mong muốn là gì hay không? Hãy lắng nghe ngay sau đây, điều thứ tư sẽ khiến anh chị phải tâm đắc. Thứ nhất, suy nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. Đôi khi, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống thực sự mệt mỏi, ngột ngạt, thậm chí là không thể bước đi được nữa. Mệt mỏi vì bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng của tuổi trẻ mà cuối cùng mọi thứ không được như ý muốn. Mệt mỏi vì đến tuổi này rồi mà vẫn còn gánh nặng mưu sinh con cái hay những mối quan hệ anh em, họ hàng, bạn bè. Chính chúng ta tự làm cho cuộc sống của mình trở nên phức tạp đấy. Hãy suy nghĩ thoáng ra một chút. Anh chị sẽ nhận ra rằng cuộc đời này sống đơn giản bao nhiêu thì lòng sẽ hạnh phúc, thanh thản bấy nhiêu. Nước càng sáng trong, con người càng thản nhiên thì càng nhiều hạnh phúc. Trong cuộc sống của tuổi già, nhiều giá trị nhất là có một sự bình thản, yên tĩnh trong tâm hồn và tư tưởng. Sống đơn giản không có nghĩa là sống dễ dãi, hời hợt, mà sống giản dị chân phương và biết cách bước ra khỏi những hỗn độn, phức tạp của đời mình. Thấm thía giá trị của câu, biết đủ là đủ. Ở một căn nhà đã cũ, đi một chiếc xe đã 10 năm, dùng một chiếc điện thoại đời cũ, mặc quần áo vài chục ngàn mà đẹp thì cũng có sao đâu. Khi những đua chen và lệ thuộc vật chất còn lởn vởn trong đầu, người ta sẽ khó mà thanh thản, thông dong, tự tại được. Lúc nào cũng phải nghĩ có nên sắm cái này, cái kia. Người ta có, sao mình lại không có được? Lại sinh ra tức tối, ức chế. Đơn giản ngôi nhà vật chất cũng giúp chúng ta tiệm cận với ý nghĩ cần loại bỏ những gì dư thừa, phức tạp trong ngôi nhà tâm hồn. Thanh lọc những suy nghĩ tiêu cực, mọi suy đoán nghi ngờ chỉ làm ảnh hưởng đến thân tâm. Muốn gì, buồn gì, bực dọc gì thì cứ nói ra với đối phương. Mọi vấn đề đều có thể xử lý, hóa giải bằng đối thoại. Cứ im lặng chịu đựng trong lòng rồi sinh ra hiểu lầm, oán hận, càng làm khổ bản thân mình trước. Trong những mối quan hệ gia đình, vợ chồng, con cái hay họ hàng, bạn bè đều có thể để mềm hóa những xung đột, mâu thuẫn. Đừng phức tạp hóa lòng mình, đừng ủ dột mà cứ thử nhìn mọi thứ đơn giản hơn, sẽ thấy những ngọn nguồn ánh sáng luôn phơi phới từ tận đáy tim, lúc nào cũng biết cách dẫn đường cho lòng mình bình an. Cuộc sống đã bội phần phức tạp, tuổi già ập đến lúc nào không hay. Vậy thì chúng ta còn làm khó bản thân làm gì? Hãy sống đơn giản để mọi tiêu cực không còn sức tấn công anh chị nữa. Sống đơn giản để còn dành những khoảng thời gian còn lại quý giá trong cuộc đời cho những điều ý nghĩa và quan trọng. Sống đơn giản trong một tuổi già thanh thản anh chị nha. Thứ hai là buông bỏ bớt để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Trên thực tế thì sự xuất sắc được coi là yếu tố then chốt tạo nên thành công. Và cũng chính vì vậy, có không ít người luôn mang trong mình kỳ vọng cao về bản thân cũng như thế giới xung quanh. Thế nhưng đáng tiếc thay, sự cầu toàn trong con người họ cũng chính là yếu tố ngăn họ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, tài năng và hạnh phúc. Bởi đời sống thực tại luôn chứa đựng đầy những yếu tố bất ngờ. Đôi khi, chúng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh chị.
Cho nên, nếu anh chị luôn đòi hỏi cuộc sống vận hành theo tất cả những gì anh chị muốn là điều vừa vô lý, vừa không thể. Hãy học cách chấp nhận những điều không thể. Học cách nhìn cuộc sống với góc nhìn lạc quan và hãy nghĩ đơn giản. Những gì xảy ra vì nó phải xảy ra. Có như vậy, cuộc sống tuổi già mới an nhiên được. Có câu chuyện như thế này. Mặc dù hai đứa con đã có gia đình, còn ông chồng là giám đốc một công ty xây dựng với hàng trăm nhân viên. Vậy mà từ chuyện quần áo, ăn mặc, tóc tai cho đến xe cộ đi đứng, học hành, công việc của các thành viên trong nhà đều do một tay bà Mai lo liệu, thu xếp. Mỗi lần chồng con làm trái ý bà là bà lại làm mặt lạnh, giận hờn, có khi đến cả tuần. Bà nói tại cái số mình hay lo nên quanh năm suốt tháng phải nhọc nhằn như vậy. Nhiều khi cũng muốn buông bỏ lắm chứ, nhưng cứ sợ hư bột hư đường. Nên thôi, còn lo được bao lâu thì gắng sức mà lo vậy. Cho nên, nghỉ hưu trước chồng nhưng bà chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Mấy bà trong tổ hưu rủ nhau đi du lịch vài ngày, mà trước chuyến đi du lịch cả tuần, bà Lan đã phải tất bật với hàng trăm thứ việc không tên. Nào là chợ búa mua sắm thực phẩm, chế biến thức ăn, phân ra từng hộp, dán nhãn cẩn thận từng loại, chia cho nhà con cả, con út, rồi để ở nhà một ít cho chồng. Bà cứ theo thực đơn dán sẵn trên tủ lạnh, biết ngày nào phải làm món gì. Đó là chưa kể hàng chục cái sticker với đủ màu sắc dán khắp nơi, từ phòng khách đến phòng ngủ, cho đến nhà bếp, bàn ăn, thậm chí cả trong nhà tắm nữa. Vậy mà đã yên tâm được đâu. Vừa đặt chân đến nơi là gọi ngay video về nhà cho chồng, cho con, cho cháu để nắm tình hình ở nhà. Cho nên, nhiều chị em ở tổ hưu cứ trêu bà Lan rằng bà giàu mà chẳng sướng bằng họ. Quý anh chị thân mến, không ai là người hoàn hảo cả. Tương tự như là cây bút chì luôn sử dụng cùng cục tẩy. Cho nên, đừng đòi hỏi quá mức nơi mình cũng như những người thân thuộc luôn phải toàn vẹn trong mọi chuyện, mọi vấn đề. Chỉ nên nắm giữ vài điều cần thiết là quan trọng. Hãy buông bỏ bớt để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, hơn là cả đời cứ phải gắng gượng trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người. Thứ ba là sống để tích đức cho con cháu. Cuộc sống của anh chị dù có vất vả, truân chuyên đến thế nào, cũng đừng vì thế mà đánh mất đi nhân cách, đức độ của bản thân và luôn ghi nhớ một điều, phúc đức tại mẫu. Người làm cha, làm mẹ có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của các con. Cho nên, sống ở trên đời phải nhớ lấy đức làm trọng. Nhớ điều này để soi mình, dạy người, rèn giũa cho con cháu. Không thể vì phú quý vinh hoa mà bán rẻ bản thân. Không thể vì muốn êm ấm no đủ mà bỏ đi cái thanh thản. Một đời vất vả gầy dựng, đời người đừng để lạc bước sai chân rồi để lại vết đen nhờ nhuốc mới thầm tự trách, xấu hổ. Thứ tư, phân biệt đâu là bạn, đâu là bè. Một trong những hạnh phúc của tuổi xế chiều là tình bạn. Điều này thì ai cũng dễ dàng đồng ý thôi. Thế nhưng, để có tình bạn thực sự thì cần có những người bạn thực sự. Con người đã ví, bạn giả cũng tựa như là bạc giả. Đã không dùng được mà để trong túi có khi mang họa. Thế nhưng, thực tế có những người sống đến cuối đời vẫn không biết ai là bạn, biết ai là bè. Đấy là nông cạn. Tình bạn cần có một bề dày của sự gắn bó, hiểu biết, cảm thông và tin cậy. Đến một tuổi nào đó, người ta thật khó mà có thêm được những người bạn mới trong lúc những người bạn cũ thì cứ mất đi dần dần. Càng lớn tuổi, người ta càng cảm thấy cô đơn là vậy. Và chẳng còn cách nào khác hơn là cố mà giữ lấy và yêu lấy những tình bạn cũ kỹ, hiếm hoi còn sót lại. Người xưa có câu, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đừng quên tuổi xế chiều cũng cần có những người bạn tri kỷ, thay vì những đám bạn tụ tập ham vui, hợp rồi tan nhanh trong tức khắc. Mỗi thứ trong cuộc đời đều có riêng một giới hạn.
mỗi một người cũng có những giới hạn của riêng mình. Giới hạn là do con người tự đặt ra, cũng có thể là do cuộc sống đặt ra cho chúng ta. Giới hạn là điều cần thiết nên có trong các mối quan hệ. Giới hạn là vòng tròn an toàn, bảo vệ anh chị khi cần thiết và cũng là khoảng cách cần thiết để anh chị có thể tự do sống với những suy nghĩ của mình. Biết giới hạn ở đâu chính là thể hiện sự khôn ngoan, mà sự khôn ngoan này phải là người từng trải mới có được. Trong các mối quan hệ đời thường, trong cách đối nhân xử thế, trong cách giáo dục con cái, trong các cuộc tranh luận và cãi vã, đều phải biết đâu là điểm dừng phù hợp, đâu là điểm giới hạn mà chỉ cần vượt qua nó thôi, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Điều này vô cùng quan trọng, vừa rèn mình vừa tạo được hòa khí trong các mối quan hệ, tạo nên nghệ thuật giao tiếp ứng xử, tinh tế và khéo léo. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Triết Lý Liên Hoa luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Triết Lý Liên Hoa biết rằng, anh chị đã và đang trải qua cuộc sống cũng chẳng mấy dễ dàng, đôi khi cũng gây nên bế tắc, chán nản. Nhưng xin quý anh chị hãy mạnh mẽ, đừng bỏ cuộc, rồi vận may nào cũng sẽ đến. Sau đây, quý anh chị hãy lắng nghe lời Phật dạy, tự nhiên giác ngộ và may mắn sẽ đến. Làm được điều này, ắt cuộc đời sẽ an nhiên. Thứ nhất, đừng ép buộc điều gì, vận may sẽ tự nhiên đến. Đức Phật từng nói, thiện cao nhất như nước, nước tốt cho vạn vật mà không tranh. Nếu sự tốt đẹp của con người giống như nước thì tốt biết mấy. Nước là điều tốt nhất trên thế giới, cung cấp chất dinh dưỡng cho vạn vật. Nước là vô tư, vô ngã, không sợ hãi. Nó vì vạn vật, vì nhân loại mà lưu chuyển không phân biệt ngày đêm, giúp cho sinh vật khỏe mạnh, sinh trưởng. Bậc thánh nhân cũng như thế, họ không thích hơn thua tranh giành. Họ lương thiện, làm vì người mà không vì mình, lợi người chứ không hại người. Con người luôn có khát vọng theo đuổi danh lợi, nhưng không phải cái gì cũng theo đuổi được. Nếu không phải là thứ thuộc về mình, thì dẫu có tranh giành đến mấy thì cũng không bền. Khi nào nó phải đến, thì nó sẽ đến một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ cần sống có đạo đức, sống không hổ thẹn với bản thân và xã hội, thì may mắn sẽ tự nhiên đến. Đợi người trăm năm, trôi qua vội vã, những gì anh chị có rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ khi anh chị hiểu rõ mình thực sự nên theo đuổi điều gì thì hạnh phúc và may mắn mới đến. Làm người phải giống như nước, khéo lựa chọn chỗ khiêm nhường, nhiệt tình giúp đỡ, không kiêu ngạo, tự cao tự đại. Cuộc sống cứ thế mà vui vẻ, an nhiên, tự tại. Thứ hai, hiểu rõ nhu cầu, phúc tự nhiên đến. Thế giới giống như một ván cờ và quân sư là người không biết phải làm gì nếu như không có suy nghĩ sâu sắc, không biết tính toán. Thế giới giống như một ván cờ với nhiều thay đổi không lường trước được. Người ta thường mê muội khi ở trong đó, ra ngoài mới biết rõ bản thân đã sai. Đời người như cái nồi sành, lao vào thế tục cũng không biết, chỉ khi mộng tưởng tan tành mới biết đó là hư vô. May mắn đến từ đâu? Chẳng đến từ những điều cao sang mà anh chị theo đuổi, nó đến từ những thứ bình dị nhất. Và Cát Lượng từng nói trong Quân Lệnh, không lãnh đạm thì không thể nuôi chí, không an phận thì không thể tiến xa. Và Cát Lượng cho rằng chỉ có không truy cầu danh lợi, sống đơn giản, giản dị mới có thể thể hiện chí nguyện của mình. Chỉ có không truy cầu phấn khích, tâm thanh thản mới có thể đạt được mục đích cao cả. Trong đời người, chúng ta sẽ trải qua nhiều chuyện, sẽ có danh lợi, sẽ có tình yêu và tình cảm gia đình, nhưng chúng ta không nên để nó ám ảnh bản thân. Đời người chỉ trăm năm, trôi qua vội vã, những gì anh chỉ có rồi cũng sẽ tan thành mây khói.
Chỉ khi anh chị hiểu rõ mình thực sự nên theo đuổi điều gì và may mắn đến từ đâu thì hạnh phúc mới đến. Điều thứ ba, học cách buông bỏ, thuận theo tự nhiên, vận may sẽ tự nhiên đến. Lời Phật dạy về may mắn nói rằng một đời nhàn rỗi, vinh hoa phú quý, cạnh tranh khốc liệt, tuy được vẫn là lỗ, trăm năm tốt đẹp ra sao, sau một đời bận rộn tới cỡ nào, dù sống thọ đến mấy cũng sẽ đến lúc phải chết. Câu này có nghĩa là để tranh giành cái gọi là danh lợi, anh chị sẽ bày mưu tính kế với người khác, thậm chí tranh giành danh lợi bằng mọi giá. Nhưng mọi người chưa bao giờ nghĩ rằng trong quá trình tranh đấu này, họ đã mất đi quá nhiều thứ còn quan trọng hơn thứ mà họ đang theo đuổi. Cho dù có tuổi thọ trăm năm, nếu mỗi ngày anh chị sống bận rộn mà không bao giờ nghĩ đến ý nghĩa của bản thân và cuộc sống, thì sống lâu như vậy cũng giống như chết rồi. Đó là chết tâm. Danh lợi chỉ là vật ngoài thân, khi sống không thể nào ôm hết được. Khi chết đi cũng không có cách nào có thể mang theo. Tất cả mọi thứ cũng chỉ là hư ảo luôn vây vãi trước mắt chúng ta mà thôi. Khi chúng ta hiểu được những điều mà chúng ta đã theo đuổi trong cuộc sống của mình và nghĩ về ý nghĩa tại sao con người sống trên đời này, anh chị sẽ thấy rằng danh lợi mà chúng ta dày công theo đuổi cuối cùng chỉ là hư ảo. Không tham không cầu, đời người cũng chỉ cần cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, thì những thứ trên cuộc đời này khi cần đến thì tự nhiên đến mà thôi. Biết đủ, biết hài lòng thì sẽ vui vẻ nhẹ đầu, còn mãi tham lam và theo đuổi những thứ cao sang thì còn lâu anh chị mới hết mệt mỏi và đau đầu. Không ai ngăn cản anh chị cống hiến cho sự nghiệp, chỉ là anh chị nên biết điểm dừng của mình ở đâu. Sự thất vọng thường đến từ việc sở hữu quá nhiều mong cầu. Nỗi phiền muộn chỉ tìm đến khi con người đầy lòng ham muốn mình phải có được thứ này hay thứ kia mà trong tay lại không thể có đủ năng lực để làm được những điều đó. Điều thứ tư, học cách tận hưởng cuộc sống, phước lành sẽ đến một cách tự nhiên. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là được đọc sách hay, kết bạn tốt, sống một cuộc sống yên bình và giản dị. Điều may mắn nhất của đời người là được thưởng trà, nghỉ ngơi ở một vùng quê thanh bình yên tĩnh, tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc. Những người yêu cuộc sống không quan tâm quá nhiều đến sự được mất. Những ai thực sự hiểu được ý nghĩa của đời người sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình để theo đuổi những thứ không có giá trị cho cuộc sống. Thay vì cứ chạy theo những thứ vô bổ, tốt hơn hết là anh chị nên tĩnh tâm và tận hưởng cuộc sống, để phước lành đến một cách tự nhiên. Anh chị phải nhận lấy mọi sự dằn vặt cùng với nỗi khổ đau là do mãi so đo tính toán với người và với đời. Đến khi rời bỏ hồng trần vẫn không kịp hoặc không chịu thức tỉnh. Anh chị lòng vòng trong mớ cảm xúc hỗn độn là bởi vì anh chị luôn bị vô minh che mờ. May mắn đến từ đâu? May mắn đến từ sự bình yên trong tâm hồn. Đó là điều mà anh chị chưa làm được. Còn sân si, còn chấp niệm là còn xui xẻo. Con đường đời đầy những khúc quanh co, chúng ta đã có vinh quang và thành công rồi đó. Đối mặt với những điều này, chúng ta không cần phải quá vui mừng hay lo lắng, bởi vì đây là một phần của cuộc sống. Anh chị hãy cứ là chính mình, ngẩng cao đầu và bước đi hiên ngang trong thiên hạ một cách nhẹ nhàng. Mềm mỏng chưa chắc có thể tác động được đến cái tà ác, nhưng chí ít nó cũng có thể giúp anh chị có được bình yên, sống thoải mái, đi từng bước mà không hổ thẹn. Chỉ cần anh chị đối mặt với nó bằng một thái độ bình tĩnh, anh chị sẽ mở ra một cuộc sống đầy hương thơm. Khi gặp chuyện không như ý muốn, anh chị hãy ngẫm lại những điều thì cuộc sống sẽ tự nhiên vui vẻ, vận may không mời mà đến. Thưa quý anh chị thân mến, quý anh chị đã tìm hiểu xong về 4 điều sẽ giúp anh chị hết khổ ải, cô đơn. Đó cũng là thông điệp mà Triết Lý Liên Hoa muốn gửi gắm đến quý anh chị ngày hôm nay.
Chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến quý vị và gia đình. Hy vọng rằng cuộc sống của quý vị sẽ hạnh phúc và thành công trọn vẹn. Đừng quên ấn đăng ký kênh Triết Lý Liên Hoa để được cập nhật những video mới nhất. Thời lượng chương trình đã đến hồi kết. Xin chào và hy vọng gặp lại quý vị trong những video số tiếp theo.